kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Tới thăm tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội và đánh giá cao tỉnh đã xây dựng được hàng nghìn căn nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn. Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần bám sát mục tiêu và có kế hoạch triển khai cụ thể quy hoạch tỉnh. Thành phố Hồ Chí Minh đã có nghị quyết 98 với nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ cho ngành đổi mới sáng tạo. Đây cũng là cơ hội để địa phương này bứt phá thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Thưa quý vị, vào tối ngày 1 tháng 1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang và trao huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang. Tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư mạnh mẽ và tự hào là tỉnh nhỏ nuôi khát vọng lớn. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Hậu Giang cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tiềm năng và những khó khăn của tỉnh, cùng những bài học kinh nghiệm quý báu trong 20 năm qua để tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới, tận dụng thế mạnh của tỉnh, miền sông nước và lợi thế của địa phương đi sau để phát triển nhanh và bền vững. Chủ tịch nước cho rằng là vựa lúa của miền Tây, Hậu Giang cần tiếp tục phát triển nông nghiệp với năng suất cao, chất lượng tốt, tích cực chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, coi biến đổi khí hậu không chỉ là thách thức mà còn là bài học để ứng xử khiêm tốn và khoa học với thiên nhiên. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý tỉnh cần bảo vệ môi trường dòng sông Hậu, giữ gìn thật tốt khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, lá phổi xanh của vùng đất Chín Rồng, giữ cân bằng sinh thái tự nhiên để Hậu Giang mãi xanh, sạch, đẹp, đậm đà bản sắc Tây sông nước, miền Tây sông nước. Và cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ khánh thành và bàn giao 1.400 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Kể từ khi được thành lập cho tới nay, tỉnh Hậu Giang đã vận động xây dựng hàng nghìn căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Hơn 30.000 căn nhà đại đoàn kết đã được xây dựng mới và sửa chữa giúp bà con có điều kiện để an cư. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Hậu Giang đã luôn quan tâm, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội. Và với công trình ý nghĩa chào mừng 20 năm thành lập tỉnh là 1.400 căn nhà đại đoàn kết được bàn giao đến bà con, thì tỉnh đã cơ bản hoàn thành mục tiêu cao đẹp là xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người dân nghèo trong dịp năm mới 2024. Chúc mừng các cô, các bác, các anh chị được trao nhà đại đoàn kết như một món quà mang nghĩa đảng, tình dân để chúng ta đón năm mới. Tôi nghĩ rằng với cái điều kiện nền đất yếu, với tác động của mưa, của lũ, thì rồi những căn nhà xây sớm nó cũng lại tới tuổi phải bảo hành, phải sửa chữa, thì tôi mong làm sao các đồng chí quan tâm bảo hành, sửa chữa, nâng cấp những nhà tình thương, nhà tình nghĩa mà trước đây chúng ta đã xây dựng. Trao 200 phần quà tặng các bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người dân có hoàn cảnh khó khăn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc bà con năm mới nhiều may mắn và mong rằng khi gặp lại sẽ tiếp tục thấy bà con khỏe mạnh, vui tươi và cuộc sống ngày càng đủ đầy, hạnh phúc hơn. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ khởi công dự án xây dựng trường phổ thông liên cấp FPT Hậu Giang. Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm chào mừng 20 năm thành lập tỉnh. Sau khi hoàn thành, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 5.000 học sinh mỗi năm. Khi dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ở cả thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch nước đều nêu ra một thực trạng, đó là chất lượng nguồn nhân lực của khu vực chưa thực sự theo kịp yêu cầu phát triển. Việc hình thành một cơ sở giáo dục chất lượng cao tại đây được kỳ vọng là sẽ góp phần khắc phục tình trạng đó. Bộ Ngoại giao vừa ra thông cáo nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sĩ Phan Đon và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam, kết hợp đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 1 năm 2024. Cần phải bám sát mục tiêu và có kế hoạch triển khai cụ thể quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đây là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu vào chiều ngày 2 tháng 1. Theo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP giai đoạn 2021-2023
ước tăng bình quân 5,94% một năm. GRDP bình quân đầu người đạt hơn 8.000 đô la Mỹ một năm, cao nhất cả nước. Qua hơn 2/3 nhiệm kỳ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành cơ bản phần lớn các chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt. Bày tỏ vui mừng được đến làm việc với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày đầu tiên của năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương các thành tựu mà tỉnh đã đạt được, cho rằng đây là các kết quả rất toàn diện từ kinh tế, quốc phòng, an ninh đến chăm lo phúc lợi xã hội và đặc biệt đã làm tốt công tác xây dựng đảng. Bên cạnh nỗ lực về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng với công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo của tỉnh, đã lấy người dân làm trung tâm, động lực nội sinh là nguồn lực cho phát triển. Về nhiệm vụ sắp tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tập trung thực hiện tốt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu thành một tỉnh phát triển toàn diện, trở thành một trong những động lực phát triển quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, là trung tâm kinh tế biển hàng đầu của cả nước. Tóm lại là đường lớn thì đã mở, bám sát những cái nhiệm vụ mục tiêu mà chúng ta đang có và có cái kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể để triển khai quyết liệt cái quy hoạch. Bởi vì địa phương nào mà ban hành được càng sớm thì càng dễ. Và đây cũng là một cái bước để chúng ta chuẩn bị cho xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh, đảng bộ tới đây. Những đường hướng lớn là không cần phải suy nghĩ gì nữa. Những vấn đề về cụ thể hóa, nội hàm nó ra và cụ thể hóa chương trình, đề án, nội dung. Ai làm cái gì, bao giờ xong. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bà Rịa Vũng Tàu cần phải có phương án tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội theo hướng đa chức năng, cần phát triển kinh tế theo hướng đa động lực, trong đó với những động lực đang có thì cần tiếp tục làm mới, còn với động lực chưa có, tập trung nghiên cứu, hình thành như các dự án công nghiệp hóa dầu, công nghiệp chế tạo, thiết bị điện gió là những năng lực sản xuất mới cần phải thúc đẩy. Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội cơ bản đồng tình với các đề xuất của tỉnh về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù, phát triển khu thương mại tự do gắn với cảng biển nước sâu, chủ trương nâng cấp cảng hàng không Côn Đảo thông qua hình thức đầu tư công. Trước đó, đến thăm dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 tại thị xã Phú Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công thành phần 3 của dự án với chiều dài gần 20 km. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, thần tốc của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đẩy nhanh tiến độ để thông toàn tuyến theo nghị quyết 59 của Quốc hội, phấn đấu năm 2026 hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tham mưu để Chính phủ trình Quốc hội phân bổ, bố trí vốn, đảm bảo tăng tốc để hoàn thành dự án. Tiếp đó, thăm và làm việc tại dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam với chủ đầu tư là tập đoàn SCG. Chủ tịch Quốc hội biểu dương những nỗ lực của tỉnh và của tập đoàn SCG chỉ trong 5 năm đã hoàn thành dự án và đưa vào chạy thử nghiệm kỹ thuật vào tháng 12, hiện đang chờ phê duyệt từ Hội đồng nghiệm thu nhà nước để vận hành thương mại vào quý 1. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ, tới đây sẽ góp phần tăng tính chủ động trong cung cấp nguồn nguyên nhiên liệu cho các ngành công nghiệp nội địa, giúp tăng thu ngân sách và đóng góp cho tăng trưởng của tỉnh. Vào ngày 2 tháng 1, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ra thông cáo, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Bulgaria Rosen Dimitrov Zeliatskov sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 1 là phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm mới. Về điểm số thì chỉ tăng nhẹ, nhưng mà dòng tiền đã trở nên sôi động hơn với gần 20.000 tỷ đồng được giao dịch. Lãi suất thấp và sớm nâng hạng thị trường chứng khoán là những kỳ vọng của nhà đầu tư trong năm nay. Nhà đầu tư, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và cơ quan quản lý đều kỳ vọng thanh khoản thị trường sẽ gia tăng trong năm 2024. Năm ngoái, khối ngoại đã bán ròng hơn 23.000 tỷ đồng. Nhưng năm nay, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới đã thay đổi. Năm nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất. Điều này sẽ giúp thu hút dòng tiền đầu tư nước ngoài quay trở lại các thị trường châu Á như Việt Nam. Tôi cho rằng chỉ số chứng khoán của Việt Nam có thể tăng từ 25 đến 30%. Còn nhà đầu tư trong nước, dòng tiền chiếm khoảng 80% giá trị giao dịch, cũng đang đánh giá cao sự phục hồi của các thị trường xuất khẩu và năng lực của chính các doanh nghiệp.
chỉ số sản xuất công nghiệp trong cái thời gian vừa qua thì đã có cái sự hồi phục kể từ giai đoạn tháng 10 và đến tháng 12 thì cái chỉ số AIB sản xuất công nghiệp đã có mức tăng trưởng 5,8% so với cùng kỳ. Như vậy đây là cũng là một cái điểm tích cực. Cùng với đó, việc gỡ các nút thắt để đáp ứng được các tiêu chí nâng hạng thị trường từ các tổ chức quốc tế cũng được Bộ Tài chính khẳng định. Cần phải sửa đổi những cái quy định pháp luật có liên quan thì chúng tôi sẽ cùng với các bộ ngành để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, tạo ra cho chúng ta có được môi trường và cái điều kiện và cái kết quả nó thỏa mãn cái điều kiện để nâng hạng thị trường. Tăng giám sát, làm sạch dữ liệu nhà đầu tư, minh bạch trong phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp và sớm đưa hệ thống giao dịch mới KRX vào vận hành. Những giải pháp này được kỳ vọng giúp thị trường tăng trưởng bền vững hơn trong năm 2024. Thành phố Hồ Chí Minh đang thu hút các nhà đầu tư chiến lược như các dự án xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ vật liệu mới, năng lượng sạch có quy mô vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên. Dự án trong lĩnh vực công nghiệp, mạch tích hợp bán dẫn, chip, pin công nghệ mới, vật liệu mới, công nghiệp nặng, năng lượng sạch có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên và đặc biệt là thu hút đầu tư dự án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo quy hoạch có quy mô vốn đầu tư từ 50.000 tỷ đồng trở lên. Thành phố đã có nghị quyết 98 và thành phố sẽ áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư. Sau 20 năm đầu tư hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp phát triển và kiểm thử phần mềm của Nhật Bản này có ý định đầu tư thêm cơ sở mới. Vì thành phố Hồ Chí Minh đã có nghị quyết 98 với nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 98 giúp thúc đẩy gọi là những cái start-up và tạo điều kiện để mở rộng các cái hoạt động của các start-up bằng cách là cung cấp cái hạ tầng, hỗ trợ hạ tầng, rồi có một số ưu đãi cho các chuyên gia. Cái chính sách này cho phép là ở các khu công nghiệp tập trung như công nghiệp phần mềm Quang Trung hoặc là khu công nghệ cao được thử nghiệm những cái giải pháp mới. Không chỉ có nhà đầu tư hiện hữu, nhiều nhà đầu tư mới ở Hoa Kỳ cũng rất quan tâm tìm hiểu đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết 98 có nhiều chính sách tốt như giảm thuế, giảm tiền thuê đất. Những khoản khấu trừ này sẽ giúp các nhà đầu tư bổ sung vào trong xây dựng, giúp đẩy nhanh khấu hao. Để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều cơ chế chính sách vượt trội ưu đãi các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư chiến lược sẽ được tính vào chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D bằng 150% chi phí thực tế của hoạt động này khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Được hưởng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan, thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của dự án do nhà đầu tư chiến lược thực hiện. Các cái chính sách mà hỗ trợ thì nó gồm cả cái công tác quy hoạch, các cái thủ tục dự án để làm sao nhanh tiện, rút ngắn cái thời gian chuẩn bị và triển khai đầu tư. Như vậy nó có rất nhiều cơ chế chính sách ưu đãi để thành phố Hồ Chí Minh có thể là phát huy, qua đó nó tạo ra một cái hấp dẫn. Năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh trở thành quán quân thu hút đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký là hơn 5,85 tỷ đô la Mỹ. Năm 2024, với nhiều cơ chế chính sách vượt trội, thành phố sẽ tận dụng thời cơ nhận chuyển dịch đầu tư từ nhiều quốc gia trên thế giới. Qua đó, thành phố sẽ có điều kiện thúc đẩy nhanh hơn trong quá trình chuyển dịch kinh tế, đóng góp vào quá trình chuyển đổi cấu trúc của Việt Nam sang hướng hiện đại hơn, xanh hơn, sạch hơn và năng suất hơn. Trong phần tiếp theo của bản tin, công tác phân loại hộ nghèo được xác định là một yếu tố quan trọng để tìm đúng hướng thoát nghèo hiệu quả phù hợp cho từng hộ gia đình. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, nhiều ngành hàng tại Việt Nam phải thực hiện quy định tái chế bắt buộc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng quy định này đối với nhà sản xuất nhập khẩu. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về hành vi nhận hối lộ. Cục hiện đang điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Mở rộng điều tra vụ án xác định ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của tỉnh Lâm Đồng. Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội nhận hối lộ. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ra soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng đảm bảo thu hồi triệt để cho nhà nước.
Năm vừa qua là năm thứ ba thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững, bao trùm, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Và một trong những ưu tiên trong năm vừa qua đó là điều tra xác định nguyên nhân nghèo, nhu cầu cụ thể của từng gia đình, từ đó sẽ phân loại hộ nghèo, đưa ra các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo phù hợp. Nắm được thông tin anh Khin khỏe mạnh, mong muốn được đi làm dù xa nhà, chính quyền xã hỗ trợ anh tìm một công việc cách nhà khoảng 20 km, có xe đưa đón. Chưa hết, xã còn hỗ trợ thêm tiền xây một căn nhà mới. Anh Khin cùng mẹ tới đây sẽ không phải sống trong căn nhà rột nát. Nhà nước hỗ trợ 100 triệu làm nhà, mình phải đi làm, cố gắng thoát nghèo. Công tác phân loại hộ nghèo là một yếu tố quan trọng để tìm đúng hướng thoát nghèo hiệu quả, phù hợp cho từng hộ gia đình. Và giảm nghèo giờ không chỉ là giúp cho người nghèo đủ ăn, đủ mặc, mà họ còn phải được học hành, có nghề nghiệp, tiếp cận được các điều kiện về y tế, nước sạch cũng như là vệ sinh. Trong cái diện rà soát, có những hộ mà người ta có thể rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì vẫn phải đưa vào rà soát, và người ta đủ cái chuẩn để ở hộ nghèo hay cận nghèo thì vẫn phải tổ chức công nhận. Chứ không phải vì cái anh giao chỉ tiêu mà anh chỉ có ra mà lại không có vào thì nó không đúng với lại cái tinh thần là chúng ta thực hiện là chăm lo cho người nghèo và không để ai bị bỏ lại phía sau. Việc điều tra rà soát hộ nghèo được tiến hành thường xuyên, liên tục. Trong 3 năm qua, công tác này bước đầu mang lại kết quả, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước đã giảm. Đổi mới thực chất cách tiếp cận trong giảm nghèo bằng các chính sách hỗ trợ có điều kiện, giảm hỗ trợ cho không, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên tự thoát nghèo. Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm từ 1 đến 1,5% hàng năm. Để mà tạo việc làm và tăng thu nhập thì trước tiên chúng ta phải phát triển cái nền tảng kinh tế xã hội. Do đó chúng ta sẽ phải tiếp tục đầu tư hạ tầng, phát triển hạ tầng, phát triển liên kết vùng để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường để phụ giúp cho người dân có thêm việc làm. Đó là các dự án đa dạng hóa sinh kế, có thêm thu nhập. Thứ hai, chúng ta sẽ đào tạo cho người dân để người ta có thể gắn cái công việc của người ta với thị trường. Có thể người ta sẽ đi tìm được các cái công việc khác nó phù hợp hơn. Trong năm qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo đã triển khai trên 1.600 dự án, tạo việc làm bền vững, kết nối thị trường lao động cho trên 30.000 lượt người lao động nghèo. Biến vùng đất khô cằn nơi biên giới trở thành nơi sản xuất lúa hữu cơ đầu tiên ở Tây Nguyên, đó là câu chuyện của Hợp tác xã giảm nghèo Ea Súp tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Từ mục đích giảm nghèo, bây giờ bà con nơi đây còn xây dựng mục tiêu đưa hạt gạo ở vùng đất Ba Gian nắng gió vươn ra thế giới. Cánh đồng lúa khẩu Xiên Lâm này của ông Hà Văn Tân, nông dân đầu tiên ở huyện Ea Súp trồng lúa hữu cơ. Hiện ông cũng là người sở hữu diện tích lúa hữu cơ lớn nhất vùng với 9 hecta. Gia đình tôi và một số hộ bên cạnh thành lập một cái tổ nhóm sản xuất lúa hữu cơ. Làm hữu cơ ấy thì nó cũng chỉ mất nhiều công tí, nhưng tuy nhiên là nó được hơn là cái giá với là cái sức khỏe. Với sự dẫn dắt của Hợp tác xã giảm nghèo, hàng chục hộ đồng bào dân tộc Thái như ông Tân bắt đầu trồng lúa hữu cơ từ năm 2019 bằng chính các giống lúa đặc sản đã bị thoái hóa. Đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực này có những loại lúa cổ đặc sản, và đó là một cái mà chúng tôi thấy rằng nó có thể là tạo nên được cái giá trị cao. Hợp tác xã và bà con đã thành công khi biến vùng đất khô cằn nơi biên giới trở thành nơi sản xuất lúa đầu tiên ở Tây Nguyên đạt chứng nhận hữu cơ Việt Nam trong năm 2023. Hợp tác xã giảm nghèo đóng góp phần hiệu quả trong cái phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, gắn kết với các hộ nghèo, hộ nghèo của cái vùng biên giới, và đặc biệt là các hồ thủy lợi đã được phục vụ nhân dân trên địa thân tới là rất lớn. Hợp tác xã giảm nghèo cho mình thì mình bây giờ làm cái này để giảm đói, xóa nghèo. Ở đây là vùng biên giới xa xôi nhưng mà năm nay là bà con gieo rất là được mùa, được giá. Năm mới bà con thấy rất là vui, rất là phấn khởi. Một quy trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ bền vững các sản phẩm sâu gạo đã được hình thành. Từ mục đích giảm nghèo, bây giờ bà con đang xây dựng mục tiêu xuất khẩu. Tỉnh Hòa Bình thuộc vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ có diện tích sản xuất cây ăn quả có múi như là cam, quýt, bưởi khá lớn, chiếm 5% diện tích của cả nước. Hiện quả có múi đã được xác định là một trong 9 loại nông sản chủ lực của tỉnh.
Và đây cũng là một trong số những sản phẩm nông nghiệp tạo được thương hiệu của địa phương đã xuất khẩu được ra các thị trường nước ngoài khó tính. Hiện nay thì cái diện tích trồng cam quýt tại huyện Cao Phong của tỉnh Hòa Bình đang là khoảng 1.358 ha, thu hoạch là khoảng 20.000 tấn trong một niên vụ. Và rất nhiều cái diện tích trồng cam quýt tại huyện Cao Phong thì cũng đã đạt cái tiêu chuẩn Việt Gáp rồi. Đầu năm nay thì cam Cao Phong lần đầu tiên cũng đã được xuất khẩu sang thị trường của Vương Quốc Anh. Và như là cái vườn cam mà tôi đang có mặt ở đây thì thu hoạch mang về cái thu nhập cho người dân một năm có thể đạt đến 400 triệu đồng. Vườn cam của anh Lương Văn Thảo, người dân tộc Mường, hiện đang vào mùa thu hoạch, dự kiến thu được khoảng 15 đến 18 tấn cam. Thu nhập ổn định giúp cho nhiều bà con dân tộc thiểu số như anh Thảo thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Làm theo mô hình tiêu chuẩn cam sạch, giá trị dinh dưỡng mấy cái đầu ra là bên hợp tác xã bao tiêu toàn bộ sản phẩm thì mình thấy là mặt bằng chung là thấy là giá cả là ổn định. Cũng đang trong mùa thu hoạch là bà con ở xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc. Đây là một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình. Chính quyền xã, huyện đã tập trung quy hoạch phát triển dòng cây có múi trở thành đặc sản của địa phương. Thì có cái giống cây cam canh này đổ về đây thì là bà con nhân dân ở đây cũng áp dụng theo cái khoa học kỹ thuật. Ở cái đây mấy năm cũng có các cái dự án cho mỗi hộ là mấy chục cây, thì cũng dâm dần và bà con nhân dân xuống cái đầu có cây đầu múi cũng mua thêm và trồng thêm để là cho cái số lượng cây mình nó ngày nó càng nhiều lên đấy. Xã chúng tôi hiện tại đang có hơn 500 hectare cây quýt cổ mà đang hơn 400 hectare là đang cho thu hoạch. Thế thì năm nay thì nói về giá cả thì là rất là ổn định. Xã chúng tôi cũng đã xác định, đã phối hợp với cơ quan cấp trên, đặc biệt là phòng nông nghiệp huyện Tân Lạc, đã tổ chức các cái hội nghị xúc tiến đầu tư, rồi là tìm các cái đầu mối ra để tiêu thụ nông sản, sản phẩm chúng bà con làm ra ở trên địa bàn. Nhiều sản phẩm quả có múi của Hòa Bình đã được cấp chứng nhận sở hữu trí tuệ, trong đó có chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam của huyện Cao Phong, 6 nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm quả có múi của địa phương Tân Lạc, Yên Thủy, Lạc Thủy, Kim Bôi. Hòa Bình cũng có 16 sản phẩm quả tươi và sản phẩm chế biến được chứng nhận sản phẩm OCOP 3-4 sao. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm nay, nhà sản xuất nhập khẩu pin, ắc quy, dầu nhớt, xăm lốp và bao bì thương mại phải thực hiện trách nhiệm tái chế theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc. Đây là quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, gọi tắt là EPR tại Việt Nam, theo luật bảo vệ môi trường năm 2020. Pin, ắc quy, dầu nhớt, xăm lốp và bao bì là 4 trên tổng số 8 ngành hàng tại Việt Nam phải thực hiện quy định tái chế bắt buộc với tỷ lệ từ 5 đến 22% trên tổng số khối lượng được đưa ra thị trường hoặc nhập khẩu. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng quy định này đối với nhà sản xuất nhập khẩu. Một số nhà sản xuất và tái chế đã sẵn sàng đáp ứng quy định này. Hiện nay thì chúng tôi đang tái chế khoảng độ 14.000 tấn. Thế thì chúng tôi hoàn toàn có khả năng là tăng gấp đôi công suất. Sau khi quy định ra đời thì chúng tôi cũng hy vọng là cái nguồn đầu vào của chúng tôi nó sẽ dồi dào hơn. Chúng tôi cải thiện bao bì của mình để tăng cái khả năng tái chế của các bao bì. Và hiện nay thì chúng tôi đã đạt được khoảng 63% là bao bì có thể tái chế được, giảm việc sử dụng nhựa nguyên sinh để sản xuất bao bì. Thì cái việc này nó vừa thúc đẩy được kinh tế tuần hoàn mà vừa giải quyết được đầu ra và phát triển cái nền công nghiệp tái chế. Triển khai quy định này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Cổng Thông tin Điện tử Quốc gia. Nhà sản xuất có thể tự kê khai và lựa chọn hình thức thực hiện tái chế. Bộ đã trình Chính phủ để ban hành định mức chi phí tái chế là cơ sở pháp lý cho nhà sản xuất nhập khẩu thực hiện trong trường hợp không tự tái chế mà lựa chọn đóng tiền vào quỹ tái chế. Bên cạnh cái việc là tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn để các doanh nghiệp thực hiện thì chúng tôi cũng sẽ có cái thanh tra kiểm tra và xử phạt. Đây là chính sách mà các nhà tài chế được hưởng lợi và các nhà tài chế cũng phải có cái kê khai báo cáo trung thực để cái việc mà nhận được các cái hỗ trợ này. Ước tính hiện nay Việt Nam có khoảng 50 triệu xe máy và khoảng 6 triệu ô tô, mỗi năm thải ra khoảng 600.000 tấn lốp xe, nhưng chỉ khoảng 10% trong số đó được tái chế. Việc thực hiện luật bảo vệ môi trường, các nhà sản xuất phải có trách nhiệm đối với sản phẩm thải bỏ là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện nền kinh tế tuần hoàn của Việt Nam. Thưa quý vị,
bún bò Huế, hủ tiếu, phở, bánh mì hay là bánh canh, hàng trăm món ngon hấp dẫn của ba miền Bắc Trung Nam đã được làm ra nhưng bằng một nguyên liệu rất đặc biệt. Những tác phẩm sống động này khi mà xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được phản hồi tích cực và đặc biệt còn được ví như món ăn tinh thần của nhiều người Việt xa xứ. Này thì có nguyên liệu chính là bánh mì nè, thứ hai là thịt ba rọi, chả lụa, đây là giò thủ, đây là dưa leo, hành ngò, ớt và đây là đồ chua. Nó là đầy đủ gần như là những cái nguyên liệu cơ bản của ổ bánh mì Việt Nam mình. Thì các bạn nhìn sơ qua, các bạn nếu mà nhìn thì rất là thật. Nên là tôi thấy tôi rất là thích cái mô hình này, nên là tôi đã đặt anh Đạt để làm cho tôi. Ổ bánh mì này là một trong hàng trăm món ăn Việt được anh Nguyễn Tấn Đạt mô phỏng nặn lại bằng nguyên liệu đặc biệt, đất sét. Tác phẩm đầu tay được anh Đạt thực hiện vào năm 2020. Thời điểm đó, anh Đạt là một cử nhân luật mắc kẹt ở nhà do dịch bệnh Covid-19. Vốn khéo tay, anh đã tự học cách nặn đất sét và làm nên món ăn nhìn sống động như thật. Thực sự thì trung bình mỗi một món ăn của mình á, làm ra thì mất từ khoảng 2 đến 3 ngày. Nó tốn thời gian là để khô cho những cái chất liệu, ví dụ như là cái đất sét, đất nặng thì nó tốn khoảng 8 tiếng để nó khô. Và những cái loại nước dùng, nước lèo á, thì tốn khoảng 24 tiếng để khô. Vậy mình tổng hợp là sơn dầu, màu nước và nhiều mảng khác nữa. Tất cả các món ăn đều được anh Đạt nặn bằng tay một cách tỉ mỉ, chú ý từng chi tiết. Để mỗi món ăn đúng chuẩn theo mỗi vùng miền và có hồn. Trong gần 4 năm qua, bằng sự kỳ công, tìm tòi và sáng tạo, Tấn Đạt đã nặn hơn 300 món ăn Việt đầy màu sắc và sống động như thịt kho tàu, canh cá, nấu bông điên điển, bún ốc. Những tác phẩm này đã nhận được những phản hồi tích cực từ cư dân mạng trong và ngoài nước. Ngon quá, nhìn thấy mà ngon ngất ngây, thấy nhớ quê hương. Đa phần những cái người khách hàng tìm đến mình đó là những người ở hải ngoại và người ta mong muốn tìm lại những cái giá trị của quê hương qua những cái món ăn. Với cái hình ảnh đó không phải chỉ để trưng bày cho các tiệm ăn không, mà người ta mong muốn là giáo dục lại cho con trẻ ở bên nước ngoài. Người ta thấy ở Việt Nam mình, ở quê hương mình có những món ăn vậy, nó có đầy đủ màu sắc, nhìn vào nó thuần Việt. Mình phải đi đến tận nơi, mình cảm nhận nó, mình nghe để người ta những địa phương người ta kể về nó, thì lúc đó nó mới thấm vào trong người mình và mình tạo ra được những tác phẩm như vậy. Với niềm đam mê đó, Tấn Đạt sẽ tiếp tục sáng tạo ra các mô hình món ăn bằng đất sét như một cách để truyền tải thông điệp về văn hóa, ẩm thực Việt đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.